Là tôi nói những cái kênh YouTube đã từng ủng hộ cho Hồng Loan từ đầu, luôn cả những cái kênh YouTube đó, hùa vô chửi Hồng Loan, là tôi nói chân thành luôn, những cái kẻ đó toàn những cái kẻ ruột ốc bu mà đầu cũng tôm đất ha, ruột ốc bu mà đầu cũng tôm càng, trong ruột đó, toàn là phân không, trong đầu toàn tức không. Tôi kêu là ruột ốc bu mà đầu tôm càng đó, nó ăn tạp lắm, nó ăn phức tạp lắm, cái loài vật đó nó ăn phức tạp lắm, mà nó cũng không có biết suy nghĩ gì đâu, bị nó không thì bị nó không có não, nó ủng hộ cái thằng Lulu, con Le Le là cái thằng vũ lưng con Phương Lê đó, một nghệ sĩ ưu tú mà vô hát á, quên lời chật nhịp tuột hơi ha, mà cái thằng vũ lưng này á cũng có những cái clip nó hát nhép luôn nữa, nhưng chẳng qua đó mà mình không có tìm kiếm những clip đó đem lại để làm gì, chớ giờ tìm kiếm những cái clip cũ á, nó hát tân cổ, nó hát này kia nọ đó, cũng có clip nó hát nhép luôn nữa, chứ không phải là không. Tôi dám khẳng định, tôi dám nói gì, bởi vì tôi có nghe rồi, có nghe những clip mà nó lên clip hát mà biết không bài gì tôi cũng không nhớ luôn. Nếu mà tôi tìm lại có thể là, chứ không phải là không đâu, là một nghệ sĩ ưu tú đó mà không ai mở miệng dám nói một câu ha, đụng chạm tới, coi như là một cái loại ký sinh trùng ủng hộ những cái kẻ coi như là xấu, giống như một cái loại ký sinh trùng mà nó bám vào những cái thành cầu tiêu ở dưới quê, tự cất cái cầu tiêu mà mé sông bằng cây bằng gỗ rồi đó, những cái ký sinh trùng đó bám vào những cái thân cây gỗ cầu tiêu đó để mình ủng hộ những cái cục phân để mình nó chê bai con Hồng Loan ha. Nếu như cái thằng Lulu này, thằng Vũ Lưng này là một người nghệ sĩ tốt, đạo đức, có lương tâm, biết nhận thức đúng sai, sống có cái tình người với người này người nọ, sống tốt đó, thì ở dưới quê miền Tây người ta đâu có quỷ xô, người dân miền Tây người ta thật thà chất phác lắm, người ta thương ai là người ta thương suốt đời luôn à, người ta không có chớ cháo, nhưng người ta thương á, nghệ sĩ ưu tú, cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là người ta thương hoài luôn, hãy nói tới ông Vũ Linh là người ta thương, hãy nói tới ông Vũ Linh là người ta thương, thương hoài luôn, bởi người dân miền Tây là như vậy, thương nghệ sĩ lắm, yêu mến nghệ sĩ lắm, mê cải lương lắm, nhưng mà thương ai là thương hoài luôn. Này, tại sao mà những cái người khán giả miền Tây đó, người ta yêu cầu bầu xô hay quỷ xô cái thằng này, còn mà bốc xô thằng này thì người ta không có mua vé trả vé lại, là lý do cái thằng này là cái thằng nghệ sĩ không có đạo đức, không có tư cách, không có nhân phẩm. Một người nghệ sĩ mà đi lấy một cái con không ra gì, đờ không đờ, mờ không mờ, lấy một con không ra gì luôn, một cái con mà dốt nát lên mạng ăn nói phóng đại, tục tiểu thiểu năng văn quá, xem trời bằng vung, không biết tôn trọng ai, mà đi tới đâu là cắn người ta tới đó, y như là một con chó bệnh dại vậy đó. Để lấy một cái con người như vậy đó, hỏi chớ làm sao mà nó phù hợp được, hỏi chứ làm sao mà cho các khán giả người ta chấp nhận được, để mà người ta trân quý được. Như bao nhiêu người nghệ sĩ khác đó, người ta cũng có một cái gia đình, vợ chồng người ta đàng hoàng, đâu có ai phản đối, đâu có khán giả nào người ta phản đối đâu. Thiếu gì những cái nghệ sĩ mà nó có vợ có chồng, có một cái gia đình, có con cái đàng hoàng, những người khán giả mà ta yêu mến nghệ sĩ đó, ta còn chúc hạnh phúc trăm năm hạnh phúc nữa. Người ta đâu có kháng, người ta đâu có phải mà người ta rời xa, hay là người ta chê bai, hay là người ta này kia đâu. Con người mà ai cũng có tình thương, ai cũng có tình yêu hết, ai cũng có muốn có một cái gia đình êm ấm hết. Nhưng mà tại thằng Vũ Lưng này là nó đi lấy tầm bậy, lấy tầm bạ, lấy bậy. Cái con người không có đạo đức, không có nhân tính, không có tư cách, không có nhân phẩm, đi lấy bậy. Đó, đi lấy bậy, lấy một con người không có đàng hoàng, tử tế, mà kêu sao kêu khán giả ta tôn trọng được, kêu khán giả người ta thương yêu được. Đúng không? Rồi đi ủng hộ làm những chuyện sai trái, hủi ơn ông Vũ Linh, mà còn gieo tiếng quán, tiếng ác cho ông Vũ Linh. Bây giờ con Mi Sun đăng như giữ cái clip đó, đó, nó hâm he mỗi ngày, nó con bánh tét thì cũng có clip đó luôn đó. Clip mà bêu xấu ông Vũ Linh đó, bêu yếu ông Vũ Linh đó, hãm hại ông Vũ Linh đó. Bây giờ đặt coi như là hãm hại ông Vũ Linh đó, coi như hát không lợi ổng rồi. Cái khán giả hát cỡ nào hát, có đi diễn cỡ nào diễn, khán giả cũng là khán giả của ông Vũ Linh thôi. Còn cái Vũ Linh này chỉ là ăn con rớt thôi, chứ cũng không có được khán giả coi như là trọn vẹn thương yêu, thì ghét ông Vũ Linh, coi như là muốn tìm câu tìm cách. Giờ ông Vũ Linh nó qua đời rồi, muốn tìm câu tìm cách để mà hại cái danh dự, để mà nhục mạ Hồng Loan. Nó thiệt, bây giờ clip đó tung ra đi,
người ta càng ỉa trong cái mặt thằng Vũ Luân nhiều hơn nữa. Cái khán giả ta không bao giờ mà ta ngu dại ngu dốt đến mức độ mà đi tin những cái người mà còn sống mà đi nói gian nói dối nói thêm nói bớt cho người đã mất. Cái người đã mất rồi còn gì đâu mà cãi với mà phân ra minh phân thanh thanh minh thanh nga, phân tích đúng hay sai có hay không. Cái người còn sống muốn biêu ghiếu người ta làm sao thì biêu ghiếu, muốn hại người ta sao thì hại, muốn nói thêm nói bớt ta cỡ nào thì cứ nói mặt tình mặt miệng. Bây giờ đi clip đó, giờ con Mi Xuân đó, tung đây mày ngon mày tung đi, mày tung liền đi, tao thách mày luôn đó. Cái khán giả có ỉa vô trong cái mặt thằng Vũ Linh không? Khán giả có ỉa vô trong cái đầu của thằng Vũ Linh. Ông Vũ Linh đó đồng ý, ổng là cái giới là thứ ba người ta đã công nhận rồi, nhưng mà ta đàng hoàng, người ta có người nào thì ta có người đó, chứ ta không có lu số bu tùm lum tùm ra, ta không có phải là cái giọt loại ăn chơi loạn lạc. Còn cái thằng Vũ Linh này mới cái thằng chơi bời lời loạn lạc, đực cũng có mà cái cũng có, bà già cũng có, đủ thứ đủ điều đủ chuyện hết. Linh này nè, bà già cũng có, con trai cũng có, con gái cũng có, phụ nữ cũng có. Còn ông Vũ Linh ổng không có như vậy, đồng ý ổng là cũng là thế giới vì giới thứ ba thiệt, nhưng mà ổng không có như vậy, ổng đàng hoàng tử tế. Tại sao mà chế Tử Quốc Thanh thương ổng tới ngày hôm nay? Bởi vì người ta sống có cái tình có cái nghĩa, người ta không có cái vụ mà ngông cuồng như thằng Vũ Linh. Bây giờ thằng Vũ Linh muốn hại ổng, cũng muốn hại ổng nữa. Hồi ổng còn sống ổng giúp đỡ, ổng nâng đỡ cho đi hát này kia nọ để được lên đứng lên sân khấu hát này kia nọ. Rồi phản ổng bao nhiêu lần, thằng Vũ Linh này phản cố nghệ sĩ bao nhiêu lần, phản ổng nhỏng vẫn tha thứ. Ổng nghĩ thôi con nó còn trẻ, người non dạ thôi kệ bỏ qua đi. Nhiều khi nó cũng muốn đi tìm một cái phương hướng cho nó. Người ta sống người ta đạo đức quảng đại thì cỡ đó đó, mà bây giờ còn muốn dùng những cái tiếng nói muốn hại. Cái câu chuyện đó đó, cái ghi âm đó nó có bật mí rồi, chứ phải chưa bật mí đâu. Tôi có nghe rồi, tôi dám hứa chắc là như vậy luôn đó. Nhưng mà bây giờ á, chờ tung ra đi, khán giả thật ỉa trong cái mặt, ỉa từ trên cái đầu Vũ Linh ỉa xuống. Tôi dám hứa chắc một câu như vậy luôn. Clip đó tôi có nghe rồi, nhưng mà tôi chưa có nghe đâu. Con Mi Xuân nắm clip đó tôi có nghe rồi, nhưng con bánh tét cũng có luôn. Đó, tôi nói như vậy đó. Đó là một chuyện. Còn Hồng Loan á, nó không biết hát cổ nhạc cho nên nó mới thu âm trước, để nó đem theo, cũng giống như kiểu một có cái người nhắc cho mình hát, mà nó hát chớt lời thôi. Cái nó hát lời giống như cho là nó hát nhát đi, cho là nó hát nhát, nhưng nó hát theo câu đó. Đồng ý là cho là nó hát nhát luôn đi, nhưng mà ta không có phải là nghệ sĩ, ca sĩ gì hết. Hồng Loan chỉ là một cái đứa mới tập đi hát đó, mới cái tập đi hát thôi. Chẳng qua cô bác thương yêu Hồng Loan mà súng ngao cả bầy cả lũ lên, trời ơi, đào bới sới moi. Người thì muốn kiện Hồng Loan, người thì ra mức án bao nhiêu năm tù, người thì chửi, người thì gúa, người thì nói kêu bằng là quá trời nói luôn. Tụi mày nói y như một bầy cá cha chứ không phải con người. Còn một cái người sai rành rành đó, tụi bay đội lên đầu, tụi bay làm cái bàn thờ, rồi bay đặt Vũ Linh lên, tụi bay thờ giống như cụ Huyền Thất Tổ nhà tụi bay vậy đó. Đó, thằng Vũ Linh với con Phương Lê đó là cụ Huyền Thất Tổ, coi như là 36 họ cha, 33 họ mẹ, có 9 đời 10 kiếp cụ Huyền Thất Tổ, có đủ tụi mày đó. Tụi mày đặt lên bàn thờ, tụi mày thờ. Còn Hồng Loan tụi mày chà đạp người ta, nhưng mà tụi tôi là người cộng đồng mạng, tụi tôi không bao giờ để cho Hồng Loan phải chịu cái cảnh mà bị bỏ rơi này kia nọ. Tụi tôi luôn đứng về phía Hồng. Người ta lỡ hát nhép thôi, người ta đã nhận lỗi, người ta xin lỗi rồi, người ta đã chịu rồi. Chứ đâu có phải giống như thằng Vũ Linh còn nhờ người này lên người kia lên phân tích phân bua, coi như hát có đúng nhịp không, đúng câu không, có quên lời không. Người ta phân rồi, người ta lên mạng người ta phân hết rồi, đâu phải mày mình mà nghệ sĩ đâu. Nhiều người nghệ sĩ mà nhiều người ta không có lên mạng người ta hát nữa, ta không có đi hát nữa, người ta cũng vẫn thừa khả năng người ta để người ta đón cái câu đó đúng nhịp ra làm sao, nó chặt lời ra làm sao, người ta thừa hay hiểu hết luôn. Chứ đừng có tưởng là muốn mình về khôn, bao nhiêu người ta đều ngu. Đó là tại vì con người của mày quá ngu cho nên mày mới dám xem thường cộng đồng mạng như vậy đó. Cho một cái bầy, một cái lũ cá cha vô, nó táp, nó sủa. Một cái lũ chó dại vô, nó sủa. Đòi NN Hồng Loan. Cái chuyện NN á, cái chuyện đó nguyên vũ, tao muốn nói chơi, nói thiệt gì thì kệ. Người ta cái miệng, người ta nói, người ta nói không có phạm pháp. Người ta nói không có đụng chạm mày tới ai thì ta được quyền người ta nói. Như tôi nói cũng được. Nói ừ, tôi có NN, có Hồng Loan này, tôi nói cũng được nữa. Không ai được quyền nói tôi cái gì. Tôi nói bằng cái miệng của tôi phải được quyền nói tôi cái gì. Tôi có nói không có phạm pháp. Đâu có lực nào cấm nói đâu. Chờ tôi nói bậy thì tôi mới phạm pháp. Đã Hồng Loan người ta lên tới tòa, người ta trình giấy tờ rõ ràng, người ta là con nuôi.